Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi lên chợ mình mua thêm. Nhà mình thì đã có rồi, trong tủ lạnh thì mình đã có rồi. Nhưng mà mình đi mua thêm tỏi và hành. Cái chỗ này mà 50.000 đây này các bạn này. 50.000 vừa tỏi vừa hành nha các bạn này. Bắt đầu vào mùa dịch nó rất là khó. Mà hôm nay khả năng còn mua được, khoảng mấy hôm nữa thì khả năng còn không có mà mua ấy các bạn. Bởi vì giãn cách xã hội, trong bất xuất ngoại bất nhập, coi như là không cho ra không cho vào nữa, thì hành tỏi này ở địa phương mình là có dùng được mấy đâu, toàn ở nơi khác chuyển đến thôi. Thế nên là khi mà mặt hàng khan hiếm thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn nên giá. Và hôm nay mình mua về, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bảo quản làm sao hành và tỏi sẽ không bị hỏng nhá. Đó, đây này, như cái củ này mình mua mình không để ý này, đây các bạn này, nó đã bị mọt, nó đã bị thối mất một đấy, thối này, này. Đó các bạn ơi, đấy mình đi mua bà bán hàng nhặt cho mình không để ý. Đó các bạn xem, đã thối mất một tép rồi đây này. Đó, thế nên là bây giờ các bạn hãy bảo quản bằng một cách nhiều cách các bạn ạ. Hãy bóc nó ra thành từng tép một, thế xong các bạn cho nó vào trong các cái hộp, và các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh, hoặc là cho vào trong từng túi nho nhỏ các bạn cho vào trong ngăn đá tủ lạnh, thì các bạn cũng để được rất là lâu. Và một cách nữa thì là các bạn hãy bóc ra xong các bạn cho vào máy xay, hoặc là các bạn băm nhuyễn và các bạn trộn với dầu ăn, thì cái cách đấy cũng để được lâu các bạn ạ. Mình cũng làm thử khi nào mình ăn thì nó rất là tiện. Và bây giờ các bạn cùng mình đi làm nha. Trước hết các bạn hãy bóc ra cho mình, cắt cái đầu này đi và các bạn bóc, bóc bỏ cái vỏ. Bắt đầu khô héo hết rồi các bạn này. Đó. Không những khô héo mà nó lại còn bị làm sao này, nó mốc này các bạn này. Mốc nó đen xì đó. Mình phải nhặt bỏ riêng ở đây để mình rửa ngay luôn và ngay để sử dụng ngay. Hành này các bạn để là nó cứ, một là nó bị mọt, hai nữa là nó cứ bị héo, nó táp đi ấy các bạn, nó thối. Có những cái hành mà kiểu nó chưa khô hẳn ấy là để nó sẽ thối ung vào đấy, thối nó nũn đi. Và tỏi mấy hành này là để nó cũng hay bị mọc mầm lắm đấy các bạn ạ. Hành mọc mầm thì còn không sao, nhưng nếu như tỏi mọc mầm thì các bạn đừng nên sử dụng nhé. Các bạn hãy bỏ luôn đi cho mình. Đây như cô này, đây là hôm nay mình mới vừa đi chợ mua về ấy. Chọn nó cùng trong một cái túm, cái bó đấy thì mình đây, bắt đầu mốc rồi đây các bạn này. Nhặt hành mà tay đen thù lùi ra, hành nó bị mốc đấy các bạn. Và các bạn ơi, hành tỏi mình đã bóc được sạch sẽ như thế này rồi. Có một cách là các bạn hãy cho vào những cái hộp như thế này, và các bạn lót giấy xuống cho mình nhé. Và các bạn cho hành, cho tỏi vào. Các bạn nhớ, nếu hành tỏi các bạn bóc xong mà nó không bị mốc, không bị làm sao, thì các bạn cứ để nguyên, đừng có rửa nhé. Để cho nó khô ráo tự nhiên. Hay hoặc nếu như các bạn rửa thì các bạn hãy bỏ ra nắng, các bạn phơi cho nó se nước đi nhé. Chứ nếu các bạn để mà nó bị nước ẩm là nó hay thối lắm các bạn ạ. Hành tỏi các bạn có thể để chung lẫn với nhau không sao hết cả. Và các bạn để như thế này cho mình. Bên dưới có một lượt giấy và bên trên các bạn cũng cho lượt giấy cho mình nhé. Để cho nó, thứ nhất là nó bảo vệ cái độ ẩm, nó không hút ẩm ấy các bạn, không bị ẩm mốc. Đó. Các bạn hãy xếp một lượt giấy lên trên cho mình. Đó, các bạn hãy để như thế này cho mình nhé.
Và các bạn hãy lấy cái nắp của nó các bạn lắp vào nhé. Ok, và thế này các bạn hãy để chặt và để vào trong ngăn đá tủ lạnh cho mình. Thì các bạn có để cả một năm rời các bạn ạ. Các bạn để một năm rời không sao, các bạn ăn đến đâu thì các bạn hãy bỏ ra đến đó. Và nếu như các bạn mà trong ngăn đá tủ mà các bạn chật quá rồi thì các bạn để vào ngăn mát cũng được. Nhưng mà ngăn mát thì các bạn chỉ để bảo quản được khoảng độ 2 đến 3 tháng thôi các bạn ạ, chứ không để được lâu. Và còn một cách nữa, các bạn hãy dập cho mình. Dập cũng được, các bạn cho vào máy xay sinh tố xay cũng được các bạn nhé. Và đây hành hoặc tỏi các bạn cũng hãy băm nhỏ cho mình nhé. Và các bạn hãy cho vào trong cái hộp như thế này. Và các bạn dùng dầu ăn gì thì các bạn đổ dầu ăn đó nhé. Không cứ là dầu ăn gì đâu các bạn ạ. Các bạn hãy đổ dầu ăn vào cho nó ngập cho mình nhé. Đó. Các bạn hãy đổ dầu ăn cho nó ngập như thế này cho mình. Và các bạn lại đóng nắp lại. Thì cái cách này các bạn không nhất thiết các bạn phải để ở trong tủ lạnh nha các bạn. Các bạn có thể các bạn để ở bàn bếp ăn, bàn ga, thế xong khi nào chúng ta sử dụng đến thì chúng ta lấy thìa chúng ta múc ra và chúng ta phi như bình thường. Thì cái cách này nó không phải là dùng tủ lạnh, không nhất thiết phải dùng tủ lạnh mà nó rất là tiện lợi các bạn ạ. Các bạn có thể bóc ra, các bạn băm sẵn và ướp sẵn vào đấy, khi nào các bạn dùng đến đâu thì các bạn chỉ cần múc ra và các bạn làm đến đó. Nó rất là tiện lợi các bạn ạ. Và khi cái cách bảo quản trong tủ lạnh, các bạn đừng có sợ là những cái hộp như thế này các bạn bỏ vào trong tủ lạnh, các bạn đừng có sợ là có mùi ra tủ lạnh nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách để cho trong tủ lạnh không bao giờ sợ có một cái mùi gì. Đó là các bạn hãy, đây có cà phê của mình. Mình cắt là mình cắt ngược. Đó, cà phê đen nhé các bạn nhé. Mình mua cái hàng của Mạnh Hiếu, cà phê đen. Đó các bạn ạ, các bạn hãy chỉ không cần nhiều. Một gói như thế này các bạn có thể các bạn dùng, các bạn chỉ để một phần đây, như của mình chỉ để có 1/3, 1/4 gói thôi. Thế là các bạn cứ mở nắp như thế này rồi các bạn để vào cái vách tủ đá và tủ lạnh nhé. Cái ngăn mát thôi. Thế xong là cái ngăn mát nó sẽ gọi là có cái quạt nó xông lên ngăn trên. Thì ngăn trên mình để cũng được mà mình không để cũng được. Kể cả các bạn để mít hay để xoài hay để dứa, những cái loại mà nó cực kỳ nặng mùi, hay các bạn để tỏi này cực kỳ nặng mùi vào đấy, thì các bạn để cái cà phê này vào nó không bao giờ có cái mùi lạ. Mùi các cái mùi mít hay mùi gì nó xông ra nữa cả các bạn ạ. Nó chỉ có thoang thoảng mùi cà phê, nhưng thức ăn của chúng ta không bao giờ có một cái mùi gì khác nhé. Đấy, cái cà phê này nó có tác dụng như thế các bạn ạ. Và trên đây mình đã chia sẻ với các bạn cách bảo quản tỏi và hành để được lâu trong mùa dịch các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy làm thử nhé. Và rất hữu ích các bạn ạ. Rất hiệu quả các bạn ạ. Trong mùa dịch này các bạn tích trữ thế này cho mình. Còn nếu như các bạn mà không phải trong mùa dịch thì các bạn cũng hãy làm như thế này. Xong rồi đến lúc chúng ta đến bữa chúng ta làm thì nó rất là tiện và rất là đơn giản các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công, chúc các bạn có nhiều sức khỏe.